Tiền Tiểu Hào, ngôi sao võ thuật tiêu tan sự nghiệp chỉ vì đoạn clip 30 giây. Là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng một thời của Hồng Kông, tuy nhiên sự nghiệp cả đời của Tiền Tiểu Hào đã bị đánh đổi chỉ vì một phút nông nổi với đoạn clip 30 giây. Tiền Tiểu Hào sinh năm 1963, là anh trai của anh chàng ba mắt Tiền Gia Lạc. Với niềm đam mê võ thuật khi còn nhỏ, Tiền Tiểu Hào thường xuyên đến những hội quán để từ đó bắt chước học theo những quyền cước của các sư huynh sư đệ. Sau khi gia đình phát hiện niềm đam mê của con, Tiền Tiểu Hào được gia đình gửi gắm theo sư phụ Lâm Thúc học võ. Hai anh em Tiền Tiểu Hào và Tiền Gia Lạc. Với sự kiên trì bền bỉ rèn luyện không ngại khó khăn vất vả, năm 13 tuổi, Tiền Tiểu Hào được cử đi tham gia một cuộc thi võ thuật và nhận được huy chương đồng tại giải đấu Kung Fu và được em trai Tiền Gia Lạc coi là thần tượng. Vào năm 1979, sau hơn 2 tháng tham gia lớp đào tạo tại Thiệu Thị, Tiền Tiểu Hào được công ty giao cho vai chính trong phim Thiếu Lâm Võ Đàng. Với vẻ ngoài điển trai cùng Kung Fu, Tiền Tiểu Hào nhanh chóng được chú ý đến. Đến năm 1980, anh góp mặt vào bộ phim Quảng Đông Thập Hổ, Hậu Ngũ Hổ, Tuyết Sơn Phi Hồ. Đến năm 1985, sau bộ phim Cương Thi Tiên Sinh cùng Lâm Chánh Anh, Tiền Tiểu Hào đã được chú ý nhiều hơn, để rồi trở thành ông vua phòng vé của xứ Cạn Thơm. Cứ nhắc tới tên anh, người ta sẽ nghĩ ngay tới những bộ phim về đề tài Cương Thi, một đặc sản của phim Trung Quốc ngày ấy. Sau đó, Tiền Tiểu Hào tiếp tục hợp tác cùng Lý Liên Kiệt trong bộ phim Tinh Võ Anh Hùng. Thành công trong nghệ thuật nhờ vào võ nghệ của mình vào năm 1994, Tiền Tiểu Hào đã được tuyên dương và giành danh hiệu chàng trai trẻ chính nghĩa của Hồng Kông khi cứu được một người phụ nữ khỏi vụ bắt cóc. Có một sự nghiệp sáng chói là thần tượng của rất nhiều người cùng bằng khen với nghĩa cử cao đẹp vì giúp người, nhưng chỉ vì 30 giây ngắn ngủi đã khiến sự nghiệp của Tiền Tiểu Hào xây dựng bao năm tan biến như bọt xà phòng. Cụ thể vào tháng 7 năm 2020, trong một lần đi siêu thị vì là người nổi tiếng nên Tiền Tiểu Hào được nhiều người quan tâm để ý đến. Tuy nhiên trong quá trình đi mua sắm, Tiền Tiểu Hào luôn lén lút đi theo một cô gái mặc chân váy ngắn. Thấy hành động lạ của Tiền Tiểu Lạc, bộ phận an ninh đã nhận ra hành động kỳ lạ của nam diễn viên võ thuật. Ngay lập tức, phía an ninh đã lập tức ngăn chặn hành vi này lại và liên hệ với phía cảnh sát. Sau khi điều tra, phía cảnh sát đã phát hiện trong túi xách của Tiền Tiểu Hào có một chiếc máy quay cầm tay. Cũng vì thế, Tiền Tiểu Hào bị kết tội quấy rối gây hoang mang cho người khác. Sự việc của Tiền Tiểu Hào lúc bấy giờ đã gây rúng động làng giải trí xứ Cạn Thơm. Lúc này cũng có nhiều bạn bè đồng nghiệp đã đứng ra bảo vệ Tiền Tiểu Hào, nhưng vì có bằng chứng xác thực, Tiền Tiểu Hào đã nhận tội. Tuy nhiên vào ngày phiên tòa xét xử cuối cùng diễn ra, nguyên đơn không xuất hiện nên Tiền Tiểu Lạc được tuyên trắng án. Mặc dù được trắng án tại ngoại, nhưng Tiền Tiểu Hào vẫn phải nộp phạt với số tiền 2.000 đô la Hồng Kông và ký một thỏa thuận bảo bị giám sát trong vòng 2 năm. Cũng vì sự nghiệp này, sự nghiệp 15 năm mà Tiền Tiểu Hào gây dựng đã một chốc tan biến trong 30 giây. Các hợp đồng quảng cáo đóng phim cũng vì thế mà không tìm đến nam diễn viên võ thuật. Sau hơn 10 năm bạc vô âm tín, mà đến năm 2013, Tiền Tiểu Hào mới trở lại với khán giả khi góp mặt vào bộ phim Ma Cương Thi với tên Chung Cư Quỷ Ám. Sau đó, Tiền Tiểu Hào dần dần chuyển sang làm đạo diễn, chỉ đạo võ thuật hay xuất hiện với các vai phụ. Hiện tại, Tiền Tiểu Lạc đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người đã đồng hành cùng anh trong khoảng thời gian tăm tối, Khưu Thiên Minh và con trai Tiền Vĩnh Đức. Tuy nhiên, trước khi có cuộc sống hạnh phúc, Tiền Tiểu Hào cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân với Á hậu Quách Tú Vân và có với nhau một cậu con trai.